Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Nét. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Ông Trump lên mạng xã hội, tự nhận thể hiện tốt, bà Harris muốn tranh luận lần 2. Sau khi kết thúc cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ông Donald Trump lên mạng xã hội, tự nhận mình đã thể hiện tốt trên sân khấu. Mọi người đang nói về chiến thắng lớn tối nay. Tôi nghĩ đó là một cuộc tranh luận hay nhất của tôi từ trước tới nay. Đặc biệt, đó là 3-1. ABC News dẫn nội dung ông Trump viết lên mạng xã hội Truth Social. Tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ nhằm chỉ trích những người điều phối cuộc tranh luận được đài ABC News tổ chức vào tối 10 tháng 9 giờ địa phương. Tại sự kiện, hai người điều phối cuộc tranh luận trên truyền hình của ông Trump và bà Harris là David Muir, người dẫn chương trình tin tức World News Tonight, được xem nhiều nhất trên ABC News, và Lindsay Davis, chuyên dẫn chương trình vào khung giờ vàng của ABC News Live. Theo ông Brian Hughes, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, những người điều phối chỉ phản bác các ý kiến mà ông Trump đưa ra trong cuộc tranh luận và cho rằng họ đang cố tình làm sai lệch kết quả. Nhiều người dự đoán cuộc tranh luận vào tối 10 tháng 9 có thể là cuộc gặp trực tiếp duy nhất của ông Trump và bà Harris. Tuy nhiên, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ cho biết bà sẵn sàng cho cuộc tranh luận thứ hai. Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau khi cuộc tranh luận với ông Trump kết thúc, người phụ trách chiến dịch tranh cử của bà Harris là Jen O'Malley Dillon cho biết bà Harris đã làm chủ sân khấu và sẵn sàng cho cuộc tranh luận thứ hai. Vậy ông Donald Trump thì sao? Bà Dillon đặt câu hỏi. Hiện, chiến dịch tranh cử của ông Trump chưa lên tiếng phản hồi về tuyên bố từ phía Đảng Dân Chủ. Cuộc tranh luận tại Philadelphia giữa hai ứng viên Tổng thống đã kết thúc sau 1 giờ 45 phút với 2 lần nghỉ quảng cáo. Hai người cũng không tương tác sau khi cuộc tranh luận kết thúc. Theo đó, cả hai đều cảm ơn người điều phối và quay về phía lối ra mà không nhìn nhau. Bà Harris và ông Trump đã thể hiện những hướng đi khác nhau sau phiên tranh luận. Theo đó, Phó Tổng thống Mỹ hứa sẽ tập trung vào tương lai, trong khi ông Trump vẫn mắc kẹt trong quá khứ. Bà nhấn mạnh có kế hoạch giúp đỡ tầng lớp trung lưu. Còn ông Trump lại chỉ trích bà Harris vì đã không thực hiện các kế hoạch khi còn đương nhiệm. Ông liên tục nói, tại sao bà ấy chưa làm điều đó? Thăm dò sau tranh luận, 63% cử tri ủng hộ bà Harris. Trong tối ngày 10 tháng 8 giờ địa phương, đài CNN đã công bố kết quả thăm dò nhanh sau cuộc tranh luận trực tiếp giữa ứng viên Tổng thống Cộng hòa Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Theo đó, có 63% cử tri cho rằng bà Harris đã chiến thắng trong cuộc tranh luận trên đài ABC News, trong khi chỉ có 37% đánh giá cao màn thể hiện của ông Trump. Dù tỷ lệ sai số của một cuộc thăm dò kể trên là khoảng 5,3%, nhưng giới quan sát cho rằng đây là một kết quả tích cực với bà Harris. Các cuộc khảo sát trước cuộc tranh luận chỉ ra cơ hội chiến thắng của hai ứng viên là 50-50 và bà Harris dường như đã thành công trong việc thuyết phục nhóm cử tri còn dao động. Đảng Cộng hòa rõ ràng không thể hài lòng với kết quả này, bởi tình thế đã đảo ngược hoàn toàn so với cuộc tranh luận hồi tháng 6 giữa ông Trump và Tổng thống Biden. Tại thời điểm đó, có tới 67% cử tri trong cuộc thăm dò sau tranh luận cho rằng ông Trump là người chiến thắng. Trong cuộc tranh luận trên đài ABC, ông Trump và bà Harris đã liên tục đấu khẩu về các vấn đề quan trọng như kinh tế, tình trạng nhập cư, quyền phá thai, xung đột Ukraine và Trung Đông, quyết định rút khỏi Afghanistan. Ở phần phát biểu kết thúc, bà Harris đã giới thiệu sơ lược sự nghiệp chính trị của mình, đồng thời cam kết trở thành một Tổng thống bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người dân Mỹ, bao gồm cả quyền của phụ nữ được đưa ra quyết định về cơ thể của chính mình. Trong khi đó, ông Trump lại kết thúc cuộc tranh luận bằng cách công kích đối thủ. Chúng ta là một quốc gia đang đi xuống nghiêm trọng và bị thế giới xem nhẹ. Bà Harris là Phó Tổng thống tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ, cựu Tổng thống Mỹ nói. Theo thống kê của CNN, ông Trump đã nói 42 phút 52 giây trong cuộc tranh luận, nhiều hơn bà Harris khoảng 5 phút. Lưỡng đảng Mỹ phản ứng trái ngược về màn thể hiện của ông Trump và bà Harris. Trong khi bà Harris nhận được nhiều đánh giá tích cực từ Đảng Dân Chủ, thì các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa lại không ấn tượng với màn thể hiện của ông Trump. Trang Politico ngày 10 tháng 9 cho biết, cuộc tranh luận trực tiếp giữa ứng viên Tổng thống Cộng hòa Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhận được những phản ứng khác nhau từ các nghị sĩ thuộc lưỡng đảng Mỹ. Trên thực tế, đội ngũ tranh cử của ông Trump đã đưa ra thông điệp chiến thắng trong thời điểm cuộc tranh luận vẫn đang diễn ra. Sự lựa chọn không thể rõ ràng hơn. Ông Trump đã có màn thể hiện điêu luyện và là người thắng cuộc trong tối nay. Hai cố vấn cấp cao của ông Trump là Chris LaCivita và Susie Wills cho biết. Tuy vậy, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa lại không thực sự ấn tượng với màn thể hiện của cựu Tổng thống Mỹ. Họ đã hy vọng rằng ông Trump có thể tập trung vào những chính sách quan trọng thay vì mắc bẫy khiêu khích của bà Harris. bà Harris đã thành công trong việc khích tướng ông Trump. Ông Trump đã không thể xoáy vào việc bà Harris là một phần của chính quyền hiện tại và để bà ấy né được những vấn đề quan trọng, một nghị sĩ Cộng hòa nhận xét. Một số nhà lập pháp Cộng hòa tại Hạ viện cũng thừa nhận bà Harris đã làm tốt trong cuộc tranh luận, khiến ông Trump phải suy nghĩ và không thể thực hiện được chiến lược đã đề ra. Các nghị sĩ Cộng hòa khác thì cho rằng cả hai ứng viên đều gặp vấn đề trong việc củng cố quan điểm của họ và ông Trump đã có sự thể hiện đủ tốt. Ở chiều ngược lại, ứng viên Phó Tổng thống Dân chủ Tim Walz đã hết lời khen ngợi bà Harris sau cuộc tranh luận. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Bà Harris đã cho người dân thấy được tầm nhìn, sự tự tin và điềm tĩnh cần thiết, ông Walz nói. Theo CNN, nhiều nghị sĩ dân chủ tỏ ra ấn tượng với việc bà Harris né tránh được các đòn công kích của ông Trump, đồng thời thành công khiêu khích đối thủ. Một số nghị sĩ dân chủ lại tỏ ra ôn hòa hơn khi cho rằng Phó Tổng thống đã có màn thể hiện khá tốt dù không đồng đều ở mọi chính sách. Ông Trump và bà Harris lần đầu đối mặt trực tiếp, tranh luận gay gắt. Ông Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đã có cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình. Hai bên đã liên tục chỉ trích và tranh luận gay gắt về các chính sách của nhau. Hai người điều phối cuộc tranh luận trên truyền hình của ông Trump và bà Harris do đài ABC News tổ chức vào tối 10 tháng 9 giờ địa phương là David Muir, người dẫn chương trình tin tức World News Tonight được xem nhiều nhất trên ABC News. Người thứ hai là Lindsay Davis, chuyên dẫn chương trình vào khung giờ vàng của ABC News Live. Cách biệt ủng hộ xít sao. Trước khi bước vào cuộc tranh luận, Phó Tổng thống Kamala Harris đạt trung bình 49% sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò gần đây, trong khi cựu Tổng thống Donald Trump đạt 48% trong cuộc thăm dò mới nhất của hãng tin CNN. Cuộc thăm dò của NPR, BPS, Marist cho thấy 72% cử tri đã đăng ký trên toàn quốc cho biết họ có kế hoạch theo dõi cuộc tranh luận vào tối ngày 10 tháng 9. Trong đó, 30% cho biết cuộc tranh luận này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự lựa chọn Tổng thống của họ. Bắt tay trước tranh luận, cựu Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Harris đã chào hỏi, bắt tay nhau trước khi bước vào cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên. Bà Harris tiến về phía ông Trump, đưa tay ra trước và cựu Tổng thống bắt tay bà. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt trực tiếp. Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút. Theo quy định, các ứng cử viên không được phép phát biểu khai mạc, mang theo ghi chú đã viết sẵn hoặc đặt câu hỏi cho nhau. Kinh tế, Phó Tổng thống Kamala Harris nhấn mạnh bà có kế hoạch giúp đỡ những gia đình Mỹ lo lắng về nền kinh tế và chi phí sinh hoạt. Tôi tin vào tham vọng, khát vọng, ước mơ của người dân Mỹ. Bà nói có kế hoạch xây dựng một nền kinh tế cơ hội, bao gồm các đề xuất của bà nhằm giúp nhà ở có giá cả phải chăng hơn và mở rộng khoản tín dụng thuế trẻ em. Ông Trump đã hứa sẽ gia hạn các khoản cắt giảm từ đạo luật cắt giảm thuế và việc làm TCJA năm 2017 của mình, đặc biệt là các khoản miễn thuế thu nhập cá nhân của TCJA và giảm thuế doanh nghiệp. Ông cũng nhắc lại tuyên bố sẽ áp thuế đối với các quốc gia khác như Trung Quốc. Cựu Tổng thống Mỹ cáo buộc tỷ lệ lạm phát cao dưới thời chính quyền của ông Biden và bà Harris là thảm họa đối với người dân, đối với tầng lớp trung lưu và đối với mọi tầng lớp. Dọn dẹp mớ hỗn độn, bà Harris tuyên bố những gì ông Trump để lại cho nước Mỹ là tình trạng thất nghiệp tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái, cuộc tấn công nghiêm trọng nhất vào nền dân chủ kể từ thời nội chiến Mỹ và đại dịch khủng khiếp nhất một thế kỷ qua. Theo bà, chính quyền Tổng thống Biden đang phải dọn dẹp mớ hỗn độn do Donald Trump gây ra sau 4 năm cựu Tổng thống nắm quyền ở Nhà Trắng. Ông Trump phủ nhận liên quan tới dự án 2025. Sau khi bị bà Harris cáo buộc có liên quan tới kế hoạch nguy hiểm, ông Trump khẳng định không liên quan dự án 2025. Tôi chưa từng đọc dự án đó, tôi không muốn đọc và sẽ không đọc, ông Trump nhấn mạnh. Dự án 2025 là tài liệu khoảng 900 trang do Viện Chính sách Heritage Foundation có trụ sở ở Washington phụ trách, được phát triển phần lớn bởi những người từng phục vụ trong chính quyền của ông Trump. Ông Trump gọi những ý tưởng không xác định của dự án 2025 là cực đoan nghiêm trọng. Trump ủng hộ lệnh cấm phá thai 6 tuần tuổi ở Florida. Ông Trump khẳng định lập trường ủng hộ lệnh cấm phá thai 6 tuần tuổi, vấn đề sẽ được đem ra bỏ phiếu ở bang Florida. Ngoài ra, ông Trump phản bác lại tuyên bố của Phó Tổng thống Kamala Harris rằng ông sẽ thúc đẩy lệnh cấm phá thai toàn quốc. Bà ấy lại nói dối, tôi sẽ không ký lệnh cấm và không có lý do gì để ký lệnh cấm vì chúng ta đã có được những gì mọi người muốn. Ông Trump ám chỉ đến việc Tòa án tối cao Mỹ đảo ngược phán quyết Roe v. Wade. Công kích thuế, bà Harris không trả lời lý do tại sao chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn duy trì một số mức thuế quan trọng thời ông Trump, mà thay vào đó chỉ trích chính sách của cựu Tổng thống Mỹ đối với Trung Quốc. Bà cho rằng chính quyền của ông Trump đã cho phép bán vi mạch cho Trung Quốc để Bắc Kinh tăng cường quân đội. Bà Harris nói thêm, ông Trump đã mời gọi các cuộc chiến tranh thương mại. Song, ông Trump đáp trả bằng cách nói rằng Mỹ hầu như không sản xuất chip của riêng mình, chủ yếu là do các chính sách của chính quyền dân chủ. Người nhập cư, cựu Tổng thống Trump tuyên bố trong cuộc tranh luận rằng 21 triệu người vượt biên vào Mỹ hàng tháng dưới thời Tổng thống Biden. Trong khi ông Trump cáo buộc chính quyền của ông Biden xử lý sai vấn đề di cư, bà Harris cho biết bà ủng hộ dự luật nhằm tăng cường an ninh biên giới. Ông Trump đã chỉ trích các chính sách biên giới của Đảng Dân Chủ và cho rằng những người nhập cư đang chiếm lấy các thị trấn, họ đang tràn vào một cách bạo lực. Ông còn nhắc đến một tin đồn kỳ lạ rằng những người di cư Haiti đã giết và ăn thịt mèo cưng ở Ohio như lời ứng cử viên Phó Tổng thống J.D. Vance từng nói. Ông Trump đổ lỗi cho bà Harris vì vụ ám sát hụt. Ông Trump tuyên bố ông có lẽ đã trúng đạn vào đầu vì những lời lẽ mà Phó Tổng thống Kamala Harris và những người khác đã nói về ông. Tôi có lẽ đã trúng đạn vào đầu vì những điều họ nói về tôi. Họ nói về nền dân chủ rằng tôi là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Họ mới chính là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Ông ám chỉ vụ ám sát hụt hồi tháng 7. Bà Harris mỉa mai ông Trump. Trong phiên tranh luận, Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết các nhà lãnh đạo thế giới đang cười nhạo ông Donald Trump. Tôi đã đi khắp thế giới với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo thế giới đang cười nhạo ông Donald Trump. Tôi đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo quân sự, một số người trong số họ đã làm việc với ông và họ nói rằng ông là sự hổ thẹn, bà Harris nói và quay sang nhìn ông Trump. Bà Harris cũng mỉa mai việc ông Trump phủ nhận rằng mình đã thua trong cuộc bầu cử năm 2020 và những tuyên bố của ông về các vụ kiện tại tòa chống lại ông là một vũ khí của Bộ Tư pháp. Xung đột Ukraine. Ông Trump tuyên bố rằng nếu ông là Tổng thống, ông sẽ ngăn chặn xung đột Ukraine, thề sẽ chấm dứt nó ngay cả trước khi tuyên thệ nhậm chức. Khi được hỏi liệu ông có muốn Kiev giành chiến thắng trong cuộc xung đột hay không, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa trả lời rằng ông muốn xung đột chấm dứt. Ông cũng khẳng định đã thiết lập mối quan hệ tốt với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đáp trả, bà Harris nhấn mạnh tuyên bố của ông Trump thực sự chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ, chỉ là vì ông ấy đã từ bỏ. Bà tiếp tục nêu bật thành tích trong việc củng cố sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine. Thông qua công việc mà tôi và những người khác đã làm, chúng tôi đã tập hợp 50 quốc gia lại với nhau để ủng hộ Ukraine. Nhờ sự ủng hộ của chúng tôi, nhờ hệ thống phòng không, đạn dược, pháo binh, xe tăng Abrams mà chúng tôi đã cung cấp, Ukraine vẫn là một quốc gia độc lập và tự do, bà Harris nói. Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay và Phó Tổng thống Kamala Harris được Đảng Dân Chủ chọn làm ứng viên thay thế, dư luận đặt câu hỏi liệu chính sách đối ngoại của hai người có giống nhau. Khi lên cầm quyền ở Nhà Trắng, ông Biden được đánh giá là Tổng thống có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết nhất về chính sách đối ngoại trong thế hệ chính khách Mỹ hiện nay. Là một thành viên lâu năm của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ông đã đóng vai trò then chốt ở các cuộc tranh luận về an ninh quốc gia trong nhiều thập kỷ và sau đó dẫn đầu các sáng kiến ngoại giao quan trọng với tư cách là Phó Tổng thống trong chính quyền Barack Obama. Nếu so sánh các thành tựu chính sách đối ngoại của bà Harris trước khi làm phó tướng cho ông Biden, từ thời làm công tố viên đến tổng trưởng lý bang và thượng nghị sĩ nhiệm kỳ đầu tiên rõ ràng rất ít ỏi. Tuy nhiên, trang Broadside đi đến nhận định 4 năm giữ chức phó tổng thống vừa qua đã cung cấp cho bà Harris một khóa học cấp tốc về quan hệ quốc tế mà ít thành viên Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng hòa nào có thể sánh kịp, cũng như một số ít quan chức cấp cao khác trong chính quyền Biden. Bà Harris nhận được báo cáo tóm tắt tình hình hàng ngày dành cho Tổng thống vào mỗi buổi sáng, tham dự hầu hết các cuộc tiếp xúc của ông Biden với các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ nước ngoài đến thăm Mỹ, cũng như có mặt tại phòng tình huống ở Nhà Trắng khi các quyết định quan trọng về an ninh quốc gia được đưa ra. Bà Harris cũng đã công du hơn 20 quốc gia, gặp gỡ hơn 150 nhà lãnh đạo nước ngoài và đích thân dẫn đầu nhiều phái đoàn chủ chốt, bao gồm 3 phái đoàn Mỹ gần đây nhất đến Hội nghị An ninh Munich của Đức trong suốt đại dịch COVID-19, quá trình Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, cuộc xung đột Nga-Ukraine, sự cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng gay gắt với Trung Quốc, cuộc xung đột mới nhất ở Trung Đông và nhiều cuộc khủng hoảng nhỏ hơn. Các đồng minh và đối tác của Mỹ đã coi bà Harris là một người vững vàng, có năng lực. Ian Bremmer, thành viên Ủy ban điều hành cơ quan cố vấn cấp cao của Liên Hợp Quốc về trí tuệ nhân tạo, nhận định ngay cả khi các đồng minh của Washington không đánh giá cao bà Harris như ông Biden, Họ chắc chắn coi bà đáng tin cậy hơn nhiều so với đối thủ Cộng hòa cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, thế giới quan và ưu tiên chính sách của bà Harris có gì khác biệt so với ông Biden? Giới quan sát tin giữa họ có rất nhiều điểm trùng lặp, nhưng cũng có sự khác biệt đáng kể. Tổng thống Biden hiện 81 tuổi, trưởng thành vào thời kỳ đỉnh điểm của chiến tranh lạnh, và thế giới quan của ông phản ánh điều này. Ông tin tưởng mạnh mẽ vào chủ nghĩa biệt lệ của Mỹ và nhìn vào quan hệ quốc tế theo hướng trắng đen, cụ thể là cuộc đấu tranh giữa các nền dân chủ và chế độ độc tài, nơi Mỹ luôn là một thế lực vì điều tốt đẹp. Ông Biden cũng tin vào lý thuyết chính trị người vĩ đại, vốn cho rằng những chính khách như ông có thể thay đổi tiến trình các sự kiện thông qua việc xây dựng mối quan hệ cá nhân và sức mạnh ý chí. Ngược lại, bà Harris, 59 tuổi, lớn lên trong thế giới hậu chiến tranh lạnh, nơi thách thức lớn nhất đối với quyền bá chủ của Mỹ là không duy trì được các lý tưởng của mình ở trong và ngoài nước. Với tư cách là một công tố viên, bà có khuynh hướng đánh giá các quốc gia dựa trên mức độ tuân thủ pháp quyền và các chuẩn mực quốc tế, thay vì hệ thống chính trị hoặc các nhà lãnh đạo của họ. Nhận ra sự cần thiết của việc Mỹ can dự vào các quốc gia bị cáo buộc thiếu dân chủ và thừa nhận những thiếu sót về mặt dân chủ của chính nước Mỹ, nữ chính khách này coi khuôn khổ dân chủ đối đầu độc tài là giản lược và phi thực tế. Giới quan sát lưu ý, dù nhất trí với ông Biden rằng Mỹ nhìn chung là một thế lực vì điều tốt đẹp, nhưng bà Harris vẫn cảnh giác với những hậu quả không mong muốn và ủng hộ các cách tiếp cận đa phương hơn là những biện pháp can thiệp đơn phương. Bà cũng tin đi đầu làm gương là hiệu quả nhất để Mỹ thực thi quyền lực trong một thế giới đa cực và cạnh tranh hơn. Sự tương phản về thế giới quan giữa hai người được thể hiện rất khác nhau ở các lĩnh vực chính sách. Ông Biden và bà Harris hoàn toàn nhất trí về việc cần hợp tác với Trung Quốc bất cứ khi nào có thể, trong khi vẫn cạnh tranh mạnh mẽ và phối hợp chặt chẽ với các đồng minh về những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Với tư cách là Phó Tổng thống, bà Harris đã dành nhiều nỗ lực để củng cố mối quan hệ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, 4 lần công du đến châu Á và thường xuyên gặp gỡ Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Chính quyền của bà sẽ ưu tiên xây dựng liên minh hơn các biện pháp đơn phương như áp hàng rào thuế quan, kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt, đồng thời tăng cường xoay trục sang châu Á, vượt ra ngoài cách tiếp cận của ông Biden. Tuy nhiên, với cuộc xung đột Nga-Ukraine, dù cùng ủng hộ Kiev, nhưng bà Harris nhìn nhận cuộc khủng hoảng theo khía cạnh pháp lý, còn ông Biden xem xét vấn đề qua lăng kính đạo đức. Sự khác biệt cơ bản về quan điểm này có thể dẫn đến sự khác biệt về chính sách trong các hoàn cảnh thay đổi. Mặc dù tán thành một thỏa thuận ngừng bắn song phương, nhưng bà Harris được tin sẽ ít khả năng gây sức ép buộc Ukraine tham gia đàm phán không mong muốn hơn ông Biden. Cuộc xung đột Israel-Palestine đánh dấu sự chia rẽ chính sách đối ngoại đáng kể giữa ông Biden và nữ phó tướng. Bà Harris nhạy cảm hơn trước những cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế ở dải Gaza và bờ Tây. Bà cũng thường ủng hộ nhà nước Palestine hơn ông Biden, người công khai tán thành giải pháp hai nhà nước, nhưng vẫn ưu ái chính quyền cực hữu của Thủ tướng Israel Netanyahu. Các nhà phân tích cho rằng, dù tiếp tục công nhận Israel là đối tác an ninh quan trọng nhất của Mỹ ở Trung Đông và đảm bảo khả năng tự vệ của nước này, nhưng bà Harris sẽ gây thêm áp lực buộc theo Aviv duy trì luật pháp. Cách tiếp cận khác biệt với mối quan hệ đặc biệt này sẽ phản ánh sự thay đổi so với các chính quyền trước đây, nhưng điều chỉnh chính sách của Washington gần gũi hơn với chính sách của hầu hết các đồng minh. Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đang đến gần, khả năng định hình các vấn đề toàn cầu của bà Harris nếu lên nắm quyền trong 4 năm tới đang trở nên rõ rệt hơn. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng với ông Biden, nhưng thế giới quan độc đáo của bà Harris hứa hẹn sự khác biệt về chính sách đối ngoại trên trường quốc tế.